Rồi mình xin chào tất cả các bạn nhé. Chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ và an lành nha các bạn. Hôm nay mình lại quay về hai cái con quái thú này đây. Đó thì hai cái cây này nói chung là mình cũng làm clip nhiều lần, mình đăng lên cho các bạn xem rồi. Thì từ lúc nó còn nhỏ, rồi lúc mình sang chậu, mình sửa đuôi, rồi mình xả tàn, ôi đủ thứ đó. Thì thỉnh thoảng thì mình thấy là có tới công việc với nó thì mình lại quay lên cập nhật lại cho các bạn xem. Đó, cặp thú này là mình dâm từ nhánh rồi các bạn. Thì vừa rồi mình cái clip cách đây khoảng 3 tháng mình có quay đến đó, thì lúc đó mình mới có xả tàn. Ngày hôm nay đó được 3 tháng mấy rồi các bạn, thì hôm nay bộ tược của nó cũng ra cũng xung xuê rồi. Mà hôm nay mình coi á thì cái rễ của nó đang xuống tới đáy chậu rồi các bạn ạ. Những cái chậu này chậu C10 này. Đó. Mà hôm nay nó ăn xuống tới đáy chậu rồi thì bắt buộc hôm nay mình phải sang chậu cho nó. Thì hôm nay mình chưa có xả tàn được đâu các bạn, tại vì bộ tược của nó tàn nó ra cũng sung cũng tốt lắm nè. Nhưng mà xả cũng được thôi, nhưng mà tốt hơn hết là để cho nó già. Mới được hoặc mới xả được có 3 tháng nay à. Nó còn non lắm, mình xả không có tốt. Thì mình để cho nó già đi khoảng chừng từ 6 tháng đổ lên nó mình xả thì cái cây lúc nó phát triển mới khỏe các bạn. Thì cái nhánh của nó ra tược nó mới khỏe được cái nhánh. Đó, như cái nhánh này lúc trước mình xả nè. Nó lên 2 nè. Đó, cái này 2 mình xả 2 nó lên thành 4 nè. Như xả tàn thì nó sẽ nhân nhánh thôi nha các bạn nhé. Đây nè. Đó, giờ bộ tàn nó hôm nay cũng dày rồi nè. Thì mình đợi mấy tháng sau mình sẽ xả tiếp. Còn hôm nay mình chỉ sang chậu cho nó thôi. Còn cái cây này thì nó ra yếu hơn cái cây này các bạn. Cho nên là rễ của nó mình thấy là chưa tới đáy chậu, cho nên mình chưa thay cái đó. Thì cái cây nào tới đáy chậu, rễ nó ăn tới đáy chậu rồi thì mình mới xử lý cái nó nha các bạn nhé. Thì hôm nay mình sẽ sang chậu cho nó, mình không xả tàn. Rồi mình sẽ làm clip cho các bạn xem. Đó thì lâu lâu có cái có công việc tới nó thì mình lại quay clip lên chia sẻ với các bạn để các bạn xem bộ rễ nó nha. Nè, nó rễ của nó ăn tới đáy chậu nè các bạn. Mình ở dưới này mình có đặt cái miếng lưới, nó ăn qua cái miếng lưới luôn rồi. Chắc mai mốt bây giờ mình không có cho lưới nữa đâu các bạn ạ. Thì cái chất chồng của nó mình cho nén nó rồi, nó không bung ra đâu. Mình cứ sợ nó ra nó rớt ra đất đó, cho nên là mình mới để miếng lưới mà nó rễ nó cứ bố lần nó ăn xuống tới đáy chậu, mình thay chậu cho nó đó. Rồi mình lấy miếng lưới ra cực quá, lấy không khéo thì nó sẽ bị tổn thương bộ rễ, mà không lấy ra thì không được. Cho nên đợt này chắc là mình không có xài miếng lưới nữa đâu. Sao nha các bạn nhé. Cây này là mình cũng sửa, mình hú cho nó nhiều lần rồi các bạn. Mình sửa đi sửa lại nhiều lần rồi. Đó, cây này như mình quay nhiều clip cho các bạn xem rồi. Mình cứ bắt đầu coi cái bung sơ của bộ tàn nó ra coi nó sao các bạn. Thì cái đuôi của nó đây. Thấy không? Sơ sơ. Mình sang chậu cho nó, mình nếu mà không bung rễ nó đi thì không bung lấy chất chồng thì mình cũng bỏ bớt cái chất chồng xung quanh đi các bạn, để mình thêm chất chồng khác cho nó. Miếng lưới nè các bạn, găng lên. Bây giờ rễ của nó ăn qua lòn vào miếng lưới hết rồi, bây giờ mình phải lừa mình khéo những cách làm sao đừng có để cho nó bị hư rễ, động rễ các bạn. Lưới này chắc là mình phải ngưng máy để mình cắt cái miếng lưới ra. Rồi các bạn, mình cắt nó xong rồi nè, cắt ngát cái miếng lưới luôn rồi các bạn mới lấy ra được.
lâu đó các bạn ạ. Tại mấy cái rễ này nó chui qua hết nè, nên là mình phải trồng lại ngay các bạn, cho nên mình không xử lý rễ, cho nên mình phải làm cho nó, đừng có để nó bị đứt rễ, tổn thương rễ. Cây này nó ra cũng sung quá nè, cái rễ của nó còn nghèo qua đây nè. Rễ nó chạy vòng vòng luôn các bạn nè. Thôi cái này mình cứ để vậy, mình trồng tiếp đó. Sửa nó mệt quá, mình đã sửa nó xong rồi. Đó, mình đã sửa nó thành cái hình thú rồi, cho nên là mình bây giờ mình chỉ có sang trồng nó thôi các bạn. Rồi các bạn ơi, giờ mình sẽ cho nó ra cái chậu C11 nè, 11 lớn các bạn ạ. Còn cái chậu C11 cũng không có vừa nó nữa. Đó, 11A, chậu này mình bằng chậu 12 nè. Mình cho ra chậu 12 cũng được, nhưng mà chậu 12 thì nó lại lớn quá. Mình cứ cho nó lớn vừa phải thôi các bạn. Rồi từ từ rồi cứ tới cái chật chậu lại sang chậu cho nó thì cái xứ nó khỏe hơn. Mình đưa nó qua cái chậu lớn quá, mình làm biến thay chậu nó không tốt cho cây sứ đâu. Đó, cái này mình sang chậu luôn cho nó, là mình cái này, cây này chắc mình chưa xả tàn các bạn, thì mình cứ vô cái chất trồng cho nó ẩm ẩm là được rồi, không có tưới các bạn, để khi nào mình cảm thấy chất trồng nó khô rồi bắt đầu mình mới tưới nha, để nó tốt hơn. Bây giờ mình tưới ngay không tốt đâu. Thì bây giờ có thể là mình sẽ bô thêm phân cho nó các bạn. Đó, mình rắc thêm phân chung quanh, với lại mình rắc cái chì nấm vô cho nó thì nó sẽ không bị nấm nha các bạn. Cây này thì thường xuyên mình tưới chì nấm cho nó nè, cho nên nó không có bị nấm trắng á các bạn. Đây, cái này là cái nấm chi chô độc ba nè các bạn. Thì mỗi lần mình sang chậu á, mình rải trên bên trên nè. Rồi mấy cây nào mà lâu rồi thì mình pha nước mình tưới cho nó các bạn nhé. Còn cây mình sang chậu mình cứ rải vậy là ok rồi, nó không có bị nấm trắng đâu. Đấy, cái đuôi của nó đây. Chỉnh tới chỉnh đuôi rồi cuối cùng nó mới thành được cái hình thú các bạn. Này nó đứng hiên ngang nha. Lúc trước nó nhiều rễ lắm các bạn ạ. À, mà mình cũng tỉa đi hết, mình chừa mấy cái rễ nào cần thiết mình để lại thôi các bạn. Cho nên bây giờ nó mới ra được cái hình thú có chân như vậy nè, có đuôi, cái này có miệng nữa nè, mỏ cái miệng nó. Nhưng mà sao mà mình cứ cắt đi cái nó lại ra hai cái tượng, thôi kệ, mình để cho hai cái tượng nó lên đi. Bên trên thì tượng đó nó cũng nhanh nhắn rồi. Sang như vậy các bạn làm nhẹ nhàng, đừng có để cho nó bị tổn thương rễ thì các bạn trồng lại ngay được. Cũng có thể là mình sẽ bung hết chất trồng ra rồi mình bung rễ nó ra mình trồng cũng được các bạn. Đó, nhưng mà bung rễ hết nó ra thì nó bị độc rễ, mình phải tiêm nước nó một thời gian khoảng chừng khi nào mà mình cảm thấy nó chắc ít nhất là khoảng 10 ngày sau mình mới tưới lại đó, nếu mà bung rễ bung hết chất trồng nó ra. Chứ mình tưới ngày không có tốt đâu. Rồi thì hôm nay mình lại sang chậu cho một cái cây con quái thú xong. Còn cái cây này nè, các bạn thấy không, trong chậu C10 chút xíu à. Đó, thằng này hôm nay đã lớn khôn rồi, to rồi. Cái bộ tàn, bộ nhánh của nó là ít bữa nữa mình sẽ xả tàn sau. Đó, giờ quay vòng vòng cho các bạn xem ha. Đó, hình một con quái thú. Cái này chắc phải cắt đi luôn quá, để cho nó phân tàn bên trên. Để ở đây nó giống như cái miệng của nó các bạn. Đó, thấy không? Nhìn cái khúc từ dưới này chỗ xuống thì giống như con chó, con nai thôi. Đó, còn rồi thì hôm nay vậy là mình đã lại quay cái cây này cho các bạn xem.
Đó. Lâu lâu mình cũng cập nhật lại những cái cây mình đã làm rồi đó các bạn. Các bạn xem mà tham khảo ha. Hôm nay nó cũng được ra cái dáng hình thú rồi. Ngon lành rồi. Rồi mình cũng cảm ơn các bạn rất nhiều đã theo dõi hết video của mình ha. Rồi mình xin chào tất cả các bạn. Chúc các bạn có một ngày thật nhiều sức khỏe và thành công nha các bạn nhé. Rồi mình xin chào.